Theo dự báo, bão số 1 sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Hưng Yên, gây mưa lớn và khả năng xuất hiện úng cục bộ. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại các địa phương phía nam của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đến kiểm tra công tác trực gác bơm tiêu úng tại các trạm bơm Triều Dương, Mai Xá B, huyện Tiên Lữ, La Tiến, huyện Phù Cử, kiểm tra việc tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích lúa mới gieo cấy. Tại các điểm đến kiểm tra, công tác phòng chống bão số 1 được thực hiện nghiêm túc, phân công lực lượng ứng trực, chế độ báo cáo theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã chỉ đạo các xí nghiệp chủ động tháo gạn nước trên các sông nội đồng, phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại các trạm bơm, đồng thời lắp đặt một số máy bơm dã chiến để bơm tiêu cho các vùng gặp khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với các tình huống trong mưa bão theo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng tránh bão, bảo vệ tài sản. Các đơn vị thủy lợi cần theo dõi sát diễn biến của mưa bão, chủ động linh hoạt trong việc tháo gạn nước trên đồng và các sông trục, giải tỏa vi phạm trên các hệ thống thủy lợi như đăng đó, rau bèo, phân công lực lượng trực gác tại các trạm bơm để vận hành bơm tiêu úng kịp thời. Trước dự báo ảnh hưởng của bão số 1 có mưa to kéo dài có thể gây ngập úng trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và các địa phương tăng cường khuyến cáo nông dân chủ động thu hoạch rau màu, cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch, khơi thông rãnh thoát nước cho diện tích cây ăn quả rau màu, thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa, nhất là các diện tích lúa mới cấy, bảo vệ ao hồ, đầm chăn nuôi thủy sản và các lồng cá trên sông, các công trình thủy lợi đang thi công.